Kính thưa quý vị, cách đây hơn một tháng thì chúng ta đã có nhiều bình luận xoay quanh việc bùng nổ biểu tình của người Campuchia ở nước ngoài. Cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất chưa từng có, khi có khoảng 16.000 người Campuchia ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia của phương Tây cũng xuống đường biểu tình vào ngày 11 tháng 8. Nguyên nhân của nó xuất phát từ việc phản đối Campuchia tham gia tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam và cáo buộc Campuchia bán rẻ đất cho Việt Nam hay Việt Nam lấn đất của Campuchia. Sau cuộc biểu tình này, một nhóm trên Telegram có tên là Đoàn kết vì Tổ quốc của Campuchia đã được lập ra nhằm kêu gọi biểu tình trước cung điện Hoàng gia vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 8. Nhưng âm mưu này đã được chính phủ Campuchia đánh chặn thành công. Tuy nhiên, thì tiếp diễn sự việc này, mới đây, Campuchia đã đưa ra một quyết định gây chấn động dư luận trong và ngoài nước để chấm dứt mầm mống của những việc này. Động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ Campuchia và hai nước láng giềng quan trọng là Việt Nam và Lào, đồng thời là minh chứng rõ ràng về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc chống Việt Nam tại Campuchia. Theo đó, thì sáng ngày 22 tháng 9, trên tờ Khmer Times đã đăng tải bài viết với tựa đề Quốc hội Campuchia thông báo với Quốc hội Lào và Việt Nam về việc rút khỏi khuôn khổ CLVDTA. Bài viết cho biết Campuchia sẽ chính thức rút khỏi dự án tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2024. Như vậy, sau một thời gian dài, phe đối lập của chính phủ Campuchia khơi dậy chủ nghĩa cực đoan chống lại Việt Nam trong người dân nước này, thì chính phủ của Campuchia đã chọn biện pháp giải quyết ngắn gọn nhất là cắt đi mầm mống bạo loạn này. Vậy liệu quyết định này của Campuchia có thực sự giúp chính phủ Hoàng gia Campuchia triệt tiêu hoàn toàn mầm mống bạo loạn như họ kỳ vọng hay không? Và điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong tương lai? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Như đã nói ở trên, thì vào sáng ngày 22 tháng 9, tờ Khmer Times đã đăng tải bài viết có tựa đề Quốc hội Campuchia thông báo với Quốc hội Lào và Việt Nam về việc rút khỏi khuôn khổ CLVDTA. Nội dung bài viết này cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sadari viết trong thư gửi người đồng cấp Lào Saisung Phomvi Hane và người đồng cấp Việt Nam Trần Thanh Mẫn rằng liên quan đến quyết định của chính phủ Hoàng gia Campuchia về khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam vào sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, Quốc hội Campuchia xin chính thức thông báo về việc chấm dứt khuôn khổ hợp tác nghị viện Campuchia-Lào-Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày thứ Bảy là ngày 21 tháng 9. Và bà cũng nói thêm, chúng tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn chân thành tới Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của họ trong việc tăng cường hợp tác nghị viện trong khuôn khổ CLVDTA. Bà nhấn mạnh rằng, chúng tôi đánh giá cao sâu sắc những kết quả hữu nghị của hợp tác ba bên đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người sống ở trong khu vực ở các tỉnh biên giới. Tiến về phía trước, chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy và mở rộng tình hữu nghị và hợp tác truyền thống thông qua khuôn khổ song phương và các cơ chế đa phương khác. Trước đó, thì vào đêm thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện và Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã tuyên bố thông qua một tài khoản mạng xã hội và cho rằng Campuchia chấm dứt tham gia CLVDTA và rút vũ khí khỏi tay những kẻ cực đoan. Nội dung bài viết của ông như sau: Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã được triển khai trong 25 năm và cũng đã đạt được nhiều thành tựu cho sự phát triển của bốn tỉnh của Campuchia. Nhưng trong quá khứ, những kẻ cực đoan đã sử dụng điều này như một vũ khí chính trị để vu khống và tấn công chính phủ bằng cách liên tục nói dối người dân và khiến mọi người hoang mang. Ví dụ như, chúng đã cáo buộc rằng chính phủ Campuchia nhường lãnh thổ bốn tỉnh Đông Bắc cho nước ngoài, v.v. Gần đây, họ lợi dụng điều này để kích động, kêu gọi người dân tham gia thực hiện kế hoạch bạo động ngày 18 tháng 8 nhằm gây mất ổn định xã hội. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thực hiện các biện pháp bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng để giáo dục người dân, để người dân có thể hiểu rõ hơn về hợp tác CLVDTA và các chiến thuật chính trị của những kẻ cực đoan, cũng như các biện pháp hành chính và pháp lý hiệu quả, và đã khiến kế hoạch ngày 18 tháng 8 của những kẻ cực đoan trở thành một sự thất bại hoàn toàn, trong khi hòa bình và ổn định xã hội vẫn được đảm bảo vững chắc. Mặc dù kế hoạch ngày 18 tháng 8 của những kẻ cực đoan đã bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng cách làm việc của ông Hun Sen là không ngồi im, ngăn khói mà phải dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, xét đến mối quan ngại của người dân về lãnh thổ và nhu cầu thu hồi vũ khí khỏi tay những kẻ cực đoan,
để ngăn chặn chúng sử dụng CLVDTA để tiếp tục lừa đảo người dân. Tôi, với tư cách là Chủ tịch Đảng, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo khác đã quyết định rằng Campuchia sẽ hoàn tất việc tham gia vào khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam từ ngày 20 tháng 9 năm 2024 trở đi. Chúng tôi tiếp tục phát triển lãnh thổ của mình một cách bình thường thông qua hợp tác ASEAN, CLMV, v.v. và các đối tác phát triển khác trên toàn cầu. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng biên giới tập trung vào việc xây dựng các tuyến đường biên giới mà người dân chúng tôi đã tham gia sẽ đóng góp vào sự phát triển này. Những kẻ cực đoan có thể sẽ tuyên bố chiến thắng trước yêu cầu này. Tuy nhiên, họ sẽ mất đi một vũ khí quan trọng được dùng để tấn công chính phủ hoàng gia. Hơn nữa, sự thành công của Đảng Nhân dân Campuchia bắt nguồn từ việc giải quyết mối quan tâm của người dân là biết cách tước vũ khí khỏi tay kẻ thù. Sau những thông báo trên của Hun Sen, thì Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Sokchanda Sophia đã gửi thư thông báo tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam về quyết định của Campuchia rút khỏi khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Vâng, như vậy có thể thấy, trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 20 đến ngày 22, Campuchia đã liên tục đưa ra các tuyên bố về hành động rút lui của họ khỏi CLVDTA từ phát ngôn của ông Hun Sen vào tối ngày 20 tháng 9 đến thư gửi của Bộ Ngoại giao Campuchia đến Bộ Ngoại giao Lào và Việt Nam vào hôm 21 tháng 9. Và cuối cùng là thông báo của Quốc hội Campuchia đến Quốc hội Lào, Việt Nam vào sáng ngày 22 tháng 9. Như vậy là Campuchia đã chính thức rút chân khỏi dự án CLVDTA. Câu hỏi đặt ra là liệu kết quả này có thực sự giúp chính phủ Hoàng gia Campuchia triệt tiêu hoàn toàn mầm mống bạo loạn như họ kỳ vọng hay không? Để có cái nhìn rõ hơn về việc này, chúng ta hãy tìm về mầm mống bạo loạn liên quan đến vấn đề Việt Nam của Campuchia từ trước đến nay. Có thể thấy, chủ nghĩa dân tộc chống Việt Nam tại Campuchia là một hiện tượng phức tạp và có gốc rễ sâu xa. Từ rất lâu về trước, Campuchia từng có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Krom và đảo Côn Tra, tức là Phú Quốc hiện nay, vào tay Việt Nam trong quá khứ. Sau đó là việc Việt Nam tham gia lật đổ chế độ Khmer Đỏ qua lời kêu gọi giúp đỡ của ông Hun Sen và đã làm cho Campuchia được hồi sinh, cũng đã làm dấy lên nhiều quan điểm trái chiều. Trong khi người dân Campuchia thì coi Việt Nam là đồng minh, thì vẫn còn những nhóm dân tộc cực đoan và các lực lượng chính trị đối lập lại cho rằng Việt Nam có ý định kiểm soát Campuchia. Và trong dự án tam giác phát triển CLV cũng có hai diễn môn mang tính đối chọi nhau về sự hợp tác này. Chính phủ và những người ủng hộ cố gắng cho thấy sự ủng hộ tuyên bố tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ giúp các tỉnh của Campuchia phát triển, trong khi các nhóm khác thì lo lắng và cảnh báo Campuchia sẽ mất đi 4 tỉnh vào tay Việt Nam trong tương lai. Có thể thấy, chủ nghĩa dân tộc Campuchia cùng với quá khứ thân Việt Nam của Hun Sen đã dẫn tới sự chống đối từ các phe đối lập. Các lực lượng chính trị tại Campuchia trong cuộc đua giành quyền lực đã khéo léo lợi dụng tâm lý dân tộc chủ nghĩa như một công cụ mạnh mẽ để thu hút sự ủng hộ từ quần chúng. Điều này được thể hiện rõ nét qua các cuộc biểu tình, các bài phát biểu công khai và thậm chí là trong những chính sách chính thức của chính phủ. Trong thập kỷ qua, Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRB dưới sự lãnh đạo của Sam Rainey và Ken Sokha đã khéo léo khai thác chủ nghĩa dân tộc này nhằm chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Hun Sen. Những luận điệu như Hun Sen là con rối của Việt Nam hay là Campuchia sẽ trở thành một tỉnh của Việt Nam đã được vận dụng triệt để trong các chiến dịch tranh cử, gây ra sự lo lắng và bất an trong lòng công chúng. Sự khéo léo này không chỉ thể hiện tính chiến lược trong chính trị mà còn thấy tác động sâu sắc của tâm lý dân tộc đến đời sống chính trị của Campuchia. Trên thực tế, không chỉ các đảng đối lập mà ngay cả Đảng Nhân dân Campuchia cũng đã sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một vũ khí chiến lược trong cuộc đấu tranh chính trị. Ông Hun Sen đã nhiều lần lên án các đối thủ của mình vì đã khơi dậy tinh thần chống Việt Nam nhằm tạo ra sự bất ổn xã hội. Tuy nhiên, khi các cuộc biểu tình phản đối dự án CCLVDTA ngày càng gia tăng, chính quyền Campuchia đã nhận ra rằng việc tiếp tục tham gia vào khu vực phát triển này tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt chính trị. Sự chuyển hướng này không chỉ phản ánh nỗi lo ngại về an ninh đổ bộ, mà còn cho thấy áp lực từ sự phẫn nộ của quần chúng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của chính quyền hiện tại. Vì vậy mà khi ông Hun Sen nói rằng việc rút lui khỏi tam giác phát triển là để tước bỏ vũ khí của phe đối lập, nhưng xem ra cách lý giải này khó thuyết phục. Chính ông Hun Sen cũng ý thức được rằng phe đối lập có thể xem việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển như là một chiến thắng của họ. Nếu như vậy, trong tương lai, phe đối lập hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật này với một vấn đề khác và chính phủ Campuchia có thể phải nhượng bộ lớn hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy được là khi ông Hun Sen cho rằng việc rút khỏi CLV giúp dập tắt ngọn lửa của phe đối lập,
thế nhưng gốc rễ hay nguyên liệu cháy của nó vẫn đang còn. Rõ ràng, cái mà phe đối lập nhắm đến ở đây chính là Việt Nam. Bởi thế mà bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam thì cũng sẽ trở thành lý do cho những phe phái này tung ra những luận điệu xuyên tạc. Nói đến việc ông Hun Sen muốn tiêu diệt gốc rễ này đi chỉ khi Campuchia không bao giờ dính líu hay không có bất kỳ hợp tác nào với Việt Nam nữa. Nhưng việc này trên thực tế là không hề khả thi, khi nói trắng ra là không thể. Chỉ trừ khi Campuchia tự cô lập mình mà thôi. Chưa nói đến Việt Nam còn là nước láng giềng chung biên giới với Campuchia, thì làm sao có chuyện hai nước không bao giờ tiếp xúc với nhau được. Chính vì vậy có thể khẳng định chắc chắn rằng quyết định rút lui Campuchia khỏi CLV sẽ không giúp chính phủ Hoàng gia Campuchia triệt tiêu hoàn toàn mầm mống bạo loạn như họ đã kỳ vọng. Ngược lại, còn cho phe đối lập thấy họ đã thua trong ván cờ này. Và chắc chắn là tương lai, chính phủ của cha con ông Hun Sen chắc chắn sẽ còn phải chịu lùi bước trước các đòi hỏi của phe phái này nhiều hơn nữa. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả xấu nhất như việc phải nhường chính phủ lại cho các phe phái này. Chưa kể đến quyết định này của chính phủ cha con ông Hun Sen sẽ làm mất lòng tin của người dân vào họ và đưa người dân của Campuchia lại gần hơn với các phe đối lập. Tại sao lại thế? Bởi vì nếu sự thật là sự hợp tác với Việt Nam là trong sáng và Việt Nam không hề lấy đất của Campuchia như chính quyền ông Hun Sen vẫn luôn bảo vệ, thì việc gì Campuchia phải tuyên bố rút khỏi dự án này như mong muốn của phe đối lập? Nói đến đây thôi, chúng ta cũng có thể thấy quyết định này của chính phủ Campuchia hiện nay mang về nhiều bất lợi hơn là có lợi cho họ, nhất là đối với sự phát triển kinh tế của bốn tỉnh Campuchia trong dự án này. Vậy thì những bất lợi sau quyết định rút khỏi CLV của bốn tỉnh Campuchia này là gì? Trước hết, chúng ta hãy nói sơ qua về dự án CLV. Dự án này được hình thành theo thỏa thuận của ba quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam vào năm 1999 theo sáng kiến của chính Thủ tướng Hun Sen Campuchia. Ban đầu tam giác phát triển chỉ gồm 10 tỉnh, nhưng đến năm 2019, ba nước đã đồng ý bổ sung Bình Phước Việt Nam, Karatia Campuchia và Champasak Lào vào khuôn khổ hợp tác này, nâng tổng số lên 13 tỉnh. Hiện nay, các tỉnh thuộc khu vực tam giác bao gồm Karatia, Satung Chang, Modukiri và Ratanakiri của Campuchia, Antabu, Salavan, Sikong và Champasak của Lào, cùng với đó là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong khu vực tam giác này chủ yếu tập trung vào giao thông, với ưu tiên phát triển các tuyến đường kết nối giữa các tỉnh như quốc lộ 40 nối đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum. Đối với Lào, đường 18B đã hoàn thành vào tháng 5 năm 2016 để nối thông với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam. Đối với Campuchia, Việt Nam cho Campuchia vay ưu đãi xây dựng đường 78 từ Ban Lung ra Ratanakiri Biaozada, tỉnh Ratanakiri, dài 70 km với vốn đầu tư khoảng 26 triệu USD, khởi công từ tháng 1 năm 2007, hoàn thành vào tháng 3 năm 2010. Trong lĩnh vực năng lượng, đã cấp phép cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thủy điện Sekaman 3. Dự án đã hòa lưới điện Lào vào năm 2012, cùng với việc khởi công thủy điện Sekaman 1 và cấp phép cho Sekaman 4. Về thương mại đầu tư, Việt Nam cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ, các khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y Kon Tum và đang hỗ trợ Lào xây dựng trạm liên kiểm cửa khẩu Phu Cưa đối diện cửa khẩu Bờ Y. Trạm liên kiểm tại khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh Gia Lai đang triển khai. Việt Nam hỗ trợ Campuchia xây dựng chợ biên giới Ozada, tỉnh Ratanakiri thông qua việc viện trợ không hoàn lại. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong khu vực tam giác xây dựng cơ sở chế biến với phương châm vốn, kỹ thuật và thị trường của Việt Nam, lao động và tiềm năng đất đai của Lào và Campuchia. Thông tin gần đây cho biết, tính đến hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Campuchia thuộc khu tam giác phát triển khoảng 3,7 tỷ đô la với hơn 100 dự án. Trước khi đó, có dự án tam giác phát triển CLV, các tỉnh Mondukiri và Ratanakiri của Campuchia không có đường bộ kết nối với nhau nên phải phụ thuộc vào Việt Nam. Xét về điện, các tỉnh Modukiri, Ratanakiri và Karatia cần điện từ Việt Nam, trong khi tỉnh Satung Chang dựa vào nguồn điện từ Lào. Và cả bốn tỉnh này của Campuchia trước đây cũng nhiều lần nhận được dịch vụ y tế từ Lào và Việt Nam. Như vậy có thể thấy, trước khi có dự án tam giác phát triển này, bốn tỉnh của Campuchia về giao thông, đường điện hay y tế, giáo dục đều rất kém và cũng nhờ sự giúp đỡ rất nhiều từ Việt Nam. Sau khi có dự án CLV thì từ giao thông, đường điện, y tế, giáo dục hay kinh tế đều được phát triển vượt bậc. Do có sự đầu tư hợp tác trong dự án này mà Việt Nam cũng trực tiếp là nước đổ vốn đầu tư vào khu vực này nhiều nhất.
không kể từ khi CLV được thành lập, nó đã thu hút rất nhiều vốn đầu tư cũng như các dự án từ nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, v.v. Số vốn có thể lên đến hàng tỷ đô. Nói thế để chúng ta được biết rằng CLV đã mang lại nguồn lợi lớn cho 4 tỉnh của Campuchia như thế nào. Nói đúng hơn là CLV đã giúp 4 tỉnh này của Campuchia hồi sinh, phát triển mạnh mẽ như việc Campuchia hồi sinh sau chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vậy. Vâng, từ đây thì chúng ta cũng thấy rõ được hậu quả của quyết định Campuchia rút lui CLV là như thế nào. Hiện nay thì việc hàng trăm dự án đang đầu tư tại khu vực này sẽ giải quyết ra sao thì chúng ta chưa có nhiều cơ sở, dữ liệu để đánh giá việc này. Thế nhưng việc những tỉnh này của Campuchia sẽ không được tiếp xúc với nhiều nguồn vốn đầu tư nữa là việc chắc chắn. Một lý do nữa đó là quyết định này đã làm suy giảm hoặc mất lòng tin của các đơn vị đầu tư từ nước ngoài vào Campuchia, bởi họ biết rằng chính phủ Campuchia đang bị chi phối các phe đối lập và nếu tình hình bất ổn chính trị này còn kéo dài thì sự đầu tư vào đây chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro. Chẳng ai muốn đổ một núi tiền vào một dự án mà không biết tương lai sẽ như thế nào hoặc có thể bị đình trệ bất cứ khi nào. Như vậy, quyết định của Campuchia hiện nay được cho là để yên lòng và dập tắt ngọn lửa bạo động. Thế nhưng hậu quả mà nó mang lại thực sự là kéo dài trong tương lai của 4 tỉnh này. Nói rộng ra, có thể kéo theo sự khụt lùi của nền kinh tế Campuchia. Sau quyết định này thì nhiều người cũng thắc mắc rằng vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong tương lai. Chúng ta không cần nói ra thì ai cũng hiểu rằng sau quyết định này, Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng xa cách nhau. Dù trước đó, mối quan hệ này đã rất mong manh sau nhiều hoạt động của Campuchia cho thấy nước này đang xích lại gần hơn với Trung Quốc. Đó là các dự án kênh đảo Phú Nam Tích Châu hay sự xuất hiện Trung Quốc tại quân cảng Huy. Chưa kể, quyết định này lại được đưa ra một tháng sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về cuộc biểu tình tại nước ngoài của người dân Campuchia chống lại sự hợp tác của CLV rằng trải qua 25 năm hình thành và phát triển hợp tác khu vực tam giác phát triển, Campuchia, Lào, Việt Nam đã đóng góp cho việc phát triển kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân giữa ba nước, góp phần nâng cao đời sống cho người dân của ba nước, đặc biệt là người dân sinh sống khu vực này. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào, tổ chức tốt hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Campuchia. Người phát ngôn ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 8. Như vậy, quyết định này thực sự hắt một gáo nước lạnh vào sự cố gắng của Việt Nam trong vấn đề này. Mặc dù trước đó chính phủ Campuchia cũng tiến hành các biện pháp phổ biến thông tin cho người dân nhằm nỗ lực giữ lấy dự án này. Vào đầu tháng 9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã triển khai sáng kiến đưa hàng trăm người dân đến tham quan vùng biên giới ở Đông Bắc Campuchia. Những chuyến đi miễn phí này được tổ chức với mục đích xua tan quan ngại của người dân liên quan đến tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo như tờ Khmer Times, ngày 3 tháng 9, chính phủ lên kế hoạch cứ mỗi thứ Bảy, tính từ ngày 7 tháng 9 cho đến cuối năm nay, sẽ tổ chức cho người dân đi đến các tỉnh biên giới như tờ Baung, Khmun, Karatia và Mondulkiri để giải độc thông tin. Mỗi chuyến đi có khoảng 200 người tham gia. Theo kế hoạch này, Campuchia cho thấy họ vẫn có ý định kiên trì phổ biến thông tin cho người dân về CLVDTA. Sau đó, quyết định rút lui này được cho là một bước đi đột ngột và Campuchia có thể đã có lựa chọn khác để phát triển kinh tế cho các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam và hoặc một lý do nào khác nữa. Mặc dù ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN và các đối tác khác để phát triển lãnh thổ, việc rời bỏ khu vực tam giác phát triển chắc chắn sẽ làm suy giảm các mối liên kết kinh tế và chính trị giữa ba nước. Việt Nam, với vai trò là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong CLVDTA, sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong việc duy trì sự hợp tác kinh tế và ổn định an ninh tại khu vực này. Tuyên bố của Hun Sen không chỉ mang lại lợi ích chính trị ngắn hạn cho Đảng Nhân dân Campuchia, mà còn là một thông điệp rõ ràng về việc chính phủ Campuchia sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Tuy nhiên, quyết định này cũng không đồng nghĩa với việc Campuchia tự cô lập khỏi một cơ chế hợp tác kinh tế hiệu quả, tăng cường sự phụ thuộc vào các nguồn đầu tư khác, đặc biệt là từ Trung Quốc. Mặc dù CPB khẳng định rằng việc rút khỏi tam giác phát triển là để đảm bảo lợi ích quốc gia và đối phó với các phần tử cực đoan, việc làm này có thể khiến Campuchia mất đi một công cụ quan trọng trong việc duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực. Việt Nam vốn đã là một đối tác quan trọng của Campuchia trong nhiều lĩnh vực, có thể xem động thái này là một dấu hiệu cho thấy sự xa rời của Campuchia khỏi quỹ đạo của Việt Nam. Có thể thấy CLVDTA là một sáng kiến của ông Hun Sen và giờ đây chính ông lại chủ động đơn phương rút Campuchia khỏi khuôn khổ hợp tác này. Điều đó cho thấy hai khả năng
Một là ông bị buộc phải thực hiện bước đi này để hòa giải sự chống đối trong nước. Hai là ông Hun Sen có thể có những toan tính khác mà ông thấy có lợi hơn, hoặc cũng có thể là cả hai. Như vậy có thể thấy, vì lý do gì đi chăng nữa thì quyết định rút lui khỏi CLV cũng không giúp cho chính phủ cha con ông Hun Sen dập tắt được mầm mống của phe đối lập, mà ngược lại còn khiến cho người dân nghi ngờ về chính phủ của ông, cũng như làm tăng thêm tư tưởng chống Việt Nam tại các nước này, cũng như đẩy Campuchia và Việt Nam rời xa nhau. Không chỉ vậy, quyết định này trực tiếp sẽ làm khó khăn hơn về mọi mặt cho 4 tỉnh nước này thuộc dự án CLV. Bởi chúng ta đã thấy, 4 tỉnh này phát triển được là do có vốn đầu tư từ các dự án của CLV cũng như Việt Nam và nước ngoài đổ vào đây. Quyết định này trực tiếp hất đổ đi chén cơm mưu sinh của người dân khu vực này trong bối cảnh chính trị phức tạp như hiện nay. Đây có thể là một bước đi đầy mạo hiểm của cha con ông Hun Sen. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!